chương 66 Tin ngầm Thiên đạo chúc nguyện mà thôi. Diệp Tố cũng không quá để ý đến thứ có tính ngẫu nhiên thế này. Có được nó cũng không đại biểu năng lực luyện khí của nàng tăng lên. Bất quá hẳn là có thể bán được với giá tốt. Hoàng nhị tiền vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ. Trong tai không ngừng quanh quần thiên đạo chúc nguyện mà thôi. Hắn chừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Tố. Gương mặt khô gầy đều kích động đến đỏ cả lên. Cái gì mà thôi chứ, Cô có biết pháp khí được thiên đạo trúc nguyện đánh dấu có bao nhiêu đáng giá không? Ta nói cho cô nghe, lần này nhất định phát tài rồi. Chính mình luyện chế ra được pháp khí tốt mới là con đường ổn định, không nên ký thác hy vọng vào thiên đạo mờ mịt hư vô. Diệp tố nhàn nhạt nói, đến lúc đó phiền ngươi bán giá tốt một chút. Đó là tất nhiên rồi. Hoàng nhị tiền sắp cảm động đến rơi lệ, lúc trước ta còn hoài nghi cô, may mà ta đã đáp ứng sát nhập văn đông vào giới chướng thiên cơ môn. Nào là hàn tinh bùn, nào là thiên đạo trúc nguyện pháp phí, hắn chọn theo đúng người rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bán nó thật tốt. Hoàng nhị tiền nhìn đôi tay của Diệp Tố nói, cô phải cẩn thận bảo vệ đôi tay này đấy. Đây chính là đôi tay đã luyện chế ra pháp khí được thiên đạo trúc nguyện. Diệp Tố Khi quay về khách điếm, Diệp Tố nhìn thấy Từ Trình Ngọc đang nói chuyện với mấy người xa lạ ở đại sảnh, nàng dừng chân một chút, ngay sau đó đi thẳng về phòng của mình. Lúc sau nàng mới biết thì ra động tĩnh của thiên đạo Trúc Nguyện cũng bị những người khác thấy được, may mà từ bên ngoài nhìn không ra cụ thể là cái gì, Từ Trình Ngọc giúp nàng chắn những người này lại, nói là chính mình ngộ đạo nên mới dẫn phát dị tượng. Cô tạm thời không muốn để người khác biết nên ta đã tự chủ trương đi lên chặn lại không để bọn họ tọc mạch sâu hơn. Từ Trình Ngọc trở về giải thích. Đa tạ từ huynh. Diệp Tố nói lời cảm tạ, sau đó nàng nhìn ra sau lưng hắn chỉ thấy mỗi mã tổng thu nên không khỏi hỏi. Chu Vân vẫn còn chưa trở lại sao? Vẫn còn ở ngũ hành tông. Từ Trình Ngọc nói, không biết liên liên kết anh có thành công hay không? Thời gian kết anh không cố định, mỗi người một khác nhau. Chỉ vài ngày sau đó, một kiện nguyệt nha san khắc đầy phù chú, còn có được thiên đạo trúc nguyện ngang trời xuất thế, do chính Mộc Kỳ Đại Sư thân thủ luyện chế, hình ảnh của nó thông qua đường truyền của truyền tin Ngọc Điệp truyền khắp tu chân giới. Hoàng Nhị Tiền rất biết cách tạo thanh thế, hắn dùng tố hồi Ngọc Bản quay lại quá trình một tu sĩ sử dụng nguyệt nha sạn, sau đó dựa vào nhân mạch đã tích lũy nhiều năm, oanh tạc kênh công cộng, truyền đi tin tức ba ngày sau sẽ tiến hành bán đấu giá trực tiếp thông qua truyền tin Ngọc Điệp, ai ra giá cao thì sẽ thuộc về người đó hắn là Mộc Kỳ Đại Sư, một lần nữa tiến vào tầm mắt của đại chúng, nói rằng Đại Sư không phải vì tiền mà chỉ là vì muốn tất cả mọi người có được cơ hội bình đẳng để sở hữu pháp khí tốt mà thôi. Tuy rằng rất nhiều người nghe vậy thì khịt mũi xem thường nhưng cũng không ít kẻ động tâm, muốn giành bằng được Nguyệt Nha Sản. Ba ngày sau, vì buổi đấu giá Nguyệt Nha Sản mà đường truyền tin tức của tu chân giới thiếu chút nữa bị chen trúc sập đến nơi. Diệp Tố vốn dĩ cũng muốn xem thử nhưng kết quả ngay cả vào kênh nàng còn không vào được. Truyền tin ngọc điệp của nàng là hàng rẻ tiền nên chất lượng hơi kém. Cuối cùng vẫn là phải cọ truyền tin ngọc điệp của từ trình Học để xem hết quá trình đấu giá. Giá khởi điểm là một vạn thượng phẩm linh thạch. Ban đầu khi nghe thấy giá này có không ít người cảm thấy giá quá cao, một kiện nguyệt nha sạn mà thôi, tuy rằng uy lực không tồi, còn được khắc không ít phù chú lung tung rối loạn, lại còn có thiên đạo trúc nguyện, nhưng một vạn thượng phẩm linh thạch vẫn là quá cao. Kết quả khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, giá không ngừng bay lên, xoèn xoẹt mà tăng không ngừng. Cuối cùng người thắng đấu giá là một người với tên truyền tin Ngọc Điệp Hợp Hoan Tông không cần xử bát quái, với giá đưa ra là 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Hoàng Nghị Tiền đứng ở phía sau màn nhìn thấy tên này mặt đều xanh đi, cái tên trắng trợn như vậy, còn có thể lấy ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch không cần nghĩ đó chắc chắn là người hợp hoan tông. bất quá hắn tất nhiên là không thể tức giận với tiền bạc rồi nên cuối cùng vẫn chấp nhận lập khế ước đấu giá với người nọ. người với biệt danh hợp hoan tông không cần sử bát quái, động tác rất mau lẹ. sau khi kết thúc liền hỏi ngay địa chỉ, sau đó dùng một truyền tống quyển trục đến nơi ngay lập tức. nhìn thấy hoàng nhị tiền thì tức khắc ghét bỏ che lại đôi mắt. sao lại là ngươi năm vạn thượng phẩm linh thạch Hoàng nhị tiền rũi tay nói. Đối phương ném một túi linh thạch qua, năm vạn, nguyệt nha sạn của ta đâu? Hoàng nhị tiền dùng linh thức xem xét, xác thực là năm vạn thượng phẩm linh thạch thì liền giao nguyệt nha sạn cho đối phương. Nguyệt nha sạn này hình thức thật không tồi, lần đầu tiên ta mới thấy pháp khí có thiên đạo chúc nguyện đó. Đối phương cầm nguyệt nha sạn trong tay, bỏ lại một câu như thế sau đó liền biến mất tại chỗ. Hoàng nhị tiền, thôi kệ, có tiền chính là đại gia. Hoàng nhị tiền mở túi linh thạch ra, nhìn linh thạch bên trong mà không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Những linh thạch này hẳn là do hợp hoan tông hái xuống từ chính linh mạch của mình. Hình dáng của mỗi một khối đều thống nhất, xinh đẹp không thôi, vừa nhìn liền biết linh khí dư thừa. Hắn nhanh chóng chạy đến khách điếm gặp Diệp Tố, giao linh thạch cho nàng, năm vạn thượng phẩm linh thạch, Nguyệt Nha Sạn được hợp hoan tông thân truyền đệ tử mua đi rồi. Diệp Tố không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhận được linh thạch. Nàng lấy ra hai vạn thượng phẩm linh thạch đưa lại cho Hoàng Nhị Tiền. Một vạn đưa đến thiên cơ môn, một vạn còn lại là của ngươi. Hoàng Nhị Tiền vốn đang định nhận lấy, nghe vậy thì dừng lại, muốn cự tuyệt, ta cũng không có làm gì. Về sau Văn Đông tài liệu hành cũng là một phần của thiên cơ môn. Diệp Tố nhìn hắn, quyển trục không phải bị đoạt rồi sao? Về sau dù là quanh quẩn trong tài liệu hành thì cũng cần phải có linh thạch để thu mua tài liệu, một vạn này ngươi cứ cầm trước để dùng. Văn đông phát triển lên chúng ta cũng dễ dàng làm này làm kia hơn. Hoàng nhị Tiền trầm mặc một lúc lâu, sau đó trịnh trọng nhận lấy linh thạch, khom lưng nói, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Diệp chủ. Diệp Tố nhíu mày tránh sang một bên, nâng hắn dậy, không cần đến mức vậy, ta và ngươi đều là người thiên cơ môn mà thôi đôi mắt hoàng nhị tiền đảo một vòng thật nhanh, cười hắc hắc, sau đó không biết xấu hổ mà hô một tiếng. Diệp sư tỷ nói rất đúng. Diệp tố. Được rồi, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, chúng ta cũng phải chạy về ngô kiếm phái rồi. Diệp tố xua tay nói. Vậy ta đi trước. Hoàng nhị tiền cả người tràn ngập nhiệt tình, thần khí người người rời khỏi khách điếm. Trong tay Diệp Tố vẫn còn ba vạn thượng phẩm linh thạch, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy linh thạch tới có chút quá nhanh. Bản thân nàng cảm thấy Nguyệt Nha Sạn không đáng với giá cao như thế, cả quá trình đấu giá nàng đã theo dõi từ đầu đến cuối, giá bị đẩy lên đến như vậy là vì ở đoạn sau của buổi đấu giá, người với biệt danh hợp hoan tông không cần xử bát quái, liên tục phải cạnh tranh với một người nặc danh. Lúc đó Diệp Tố còn cho rằng người nặc danh kia là do Hoàng Nhị Tiền sắp xếp, nhưng vừa rồi nàng hỏi hắn thì hắn lại bảo không phải phí đi truyền tống trận đã sớm đủ rồi diệp tố lấy ra một vạn thượng phẩm linh thạch trả lại cho mã tổng thu luyện khí sư các ngươi luyện được một kiện pháp khí tốt thật là có giá mã tổng thu cảm thán hai vạn thượng phẩm linh thạch kia của ta đều phải là nhờ mấy năm nay làm nhiệm vụ tích cóp lại mới ra được diệp tố cười cười đây cũng là lần đầu tiên nàng kiếm được nhiều linh thạch như vậy những năm trước thiên cơ môn bọn họ ngay cả cơ hội tuyên bố nhiệm vụ cũng không có, vì trưởng môn sư phụ căn bản không có linh thạch để thưởng cho chúng đệ tử. Chuyện về Nguyệt Nha Sạn vẫn còn chưa xong. Chỉ trong vòng một đêm, bốn phía tu chân giới đều lưu truyền một tin tức, Mộc Kỳ Đại Sư là người chảm kim tông. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Tố cùng mọi người xuống lầu một của khách điếm uống trà thì đều nghe thấy không ít người đang thảo luận tin tức này ta biết ngay là người chạm kim tông mà, kỳ thật ban đầu ta đã hoài nghi là hai vị đệ tử kia của chạm kim tông rồi. Sớm như vậy mà đã hoài nghi, vị đạo hữu này huynh cũng thật nhạy bén đó. Còn không phải sao, huynh ngẫm lại xem hiện giờ có luyện khí sư nào không truy cầu thanh danh đâu chứ, chỉ có luyện khí sư chạm kim tông mới dám mai danh ẩn tính làm việc thiện mà thôi. Thiên đạo chúc nguyện, hình như mấy trăm năm gần đây cũng chỉ có một mình tông chủ chảm kim tông từng đạt được. Không những thế ta còn nghe nói chảm kim tông kỳ thật còn có vài vị luyện khí sư lợi hại đã từng luyện chế ra pháp khí có thiên đạo trúc nguyện. Còn có người nói Nguyệt Nha Sạn lần này chính là do hai vị thiên tài của chảm kim tông vì thử tay nghề mà hợp sức luyện ra đấy. Thật hay giả? Hợp hoàn tông không phải là giành được kiện pháp khí đó rồi sao? Chi ra đến năm vạn thượng phẩm linh thạch. Khẳng định trước đó đã có được tin tức ngầm nào đó rồi. Diệp Tố đứng trên hàng hiên, nghe dưới lầu nghị luận sôi nổi, nét mặt khó gặp mà trầm xuống. Chương 67. Tăng liền hai giai. Ngắn ngủi có mấy ngày, lời đồn đãi Mộc Kỳ đại sư xuất thân từ Trảm Kim Tông truyền đi mỗi lúc một nghiêm trọng. Phía Trảm Kim Tông không lên tiếng thừa nhận cũng không ra mặt phủ nhận thái độ ái muội khiến cho người ngoài nhìn vào càng thêm tin tưởng Mộc Kỳ Đại Sư có quan hệ với Trảm Kim Tông. Hoàng Nhị Tiền cũng không cách nào có thể dập được những tin đồn này, gương mặt hắn hiện trên truyền tin Ngọc Điệp đầy vẻ bực bội, có thể truyền khắp tu chân giới trong thời gian ngắn như vậy, ta không tin không có ai lén ở phía sau thúc đẩy. Hắn rõ ràng đã thả ra tin tức Mộc Kỳ Đại Sư không phải là người Trảm Kim Tông nhưng không một ai tin cả, còn nói là do Trảm Kim Tông cố ý nhờ tay hắn phủ nhận. Trảm Kim Tông muốn cọ thanh danh mà thôi. Diệp Tố mặt vô biểu tình nói thẳng, nghĩ đến bọn họ có thể bắt tay với toàn điển hành phong sát thiên cơ môn thì liền biết không phải loại hiền lành gì. Môn phái lớn như thế mà lại làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này. Hoàng nhị tiền quả thực phẫn nộ tột đỉnh, mặt cũng không cần nữa rồi. Diệp Tố rũ mắt nhìn nhìn ngón tay của mình, đã mạc nói, chắc là vì muốn tạo thanh thế cho ai đó. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi tông môn đại bỉ sẽ diễn ra, trong và sau đại bỉ chắc chắn sẽ có không ít pháp khí của các đệ tử tông môn xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó tông môn luyện khí nào có thanh danh lớn nhất tự nhiên sẽ có cơ hội tạo dựng quan hệ với các đệ tử các đại tông môn. Thời điểm mấu chốt như thế này, chảm kim tông làm sao có thể mặc kệ mộc kỳ đại sư ngang trời xuất thế mộc kỳ đại sư không ra mặt mọi người sẽ mặc định lời đồn là đúng còn nếu dám ra mặt phủ nhận bản thân không phải là người chảm kim tông thì sợ cũng không bao lâu sau sẽ bị chèn ép không ngóc đầu lên được nghĩ đến đây trong lòng diệp tố cảm thấy lạnh lẽo hơn vài phần không có đủ thực lực thì bọn họ chỉ có thể bị người tùy ý khi dễ nàng nhìn hoàng nhị tiền trong khoảng thời gian này hành sự điệu thấp một chút không cần sốt ruột phủ nhận bọn họ tạo thế càng cao thì về sau sẽ ngã càng đau mà thôi cô hoàng nhị tiền do dự hỏi trong lúc luyện chế có dùng tố hồi ngọc bản quay lại không không có tuy rằng toàn gia anh có bảo nàng phải dùng nhưng diệp tố không có thói quen đó một khi ý tưởng luyện khí tuôn ra là trong đầu nàng chỉ còn lại mỗi kết cấu của pháp khí căn bản không nhớ được phải mở tố hồi ngọc bản bất quá lúc trước luyện nguyệt nha sạn lần đầu thì có tài liệu của Nguyệt Nha Sạn này không giống với những Nguyệt Nha Sạn bình thường, phối phương là do Diệp Tố tự mình tính ra, phàm là luyện khí sư lành nghề thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, mặc dù sau đó pháp khí có được tiến dai, còn được khắc lên một đống phù chú lung tung rối loạn nhưng phần cốt lõi không hề có thay đổi. Vậy cũng được rồi, Hoàng Nhị Tiền cũng hơi an tâm hơn. Đến buổi tối, Diệp Tố còn chưa định liên lạc toàn gia anh thì lại trước nhận được tin mà toàn gia anh gửi tới. Diệp Đạo Hữu gần đây vẫn khỏe, chúc mừng đạt được thiên đạo chúc nguyện. Câu cú của toàn gia anh đơn giản lại huyệt tuệt, câu đầu tiên làm Diệp Tố bật cười thành tiếng. Về những lời đồn liên quan đến trảm kim tông, chúng ta đều đã nghe thấy, Tố Hồi Ngọc Bản quay lại quá trình cô luyện chế nguyệt nha sạn lúc trước ta đã sao chép ra một vạn cái chỉ cần cô nói một tiếng, một vạn phần tố hồi ngọc bản này lúc nào cũng sẵn sàng để phát đến các đại tông môn. Khóe miệng của Diệp Tố không nhịn được mà nhếch lên, thủ đoạn của Toàn Huynh không khỏi có chút thô bạo, nhưng mà nàng thích. Diệp Tố nhấn vào phần hồi âm, trả lời Toàn gia anh, đa tạ ý tốt của Toàn Huynh, nhờ Huynh cất giữ tốt một vạn phần tố hồi ngọc bản đó, sau khi tông môn đại bỉ kết thúc ta sẽ dùng tới bởi vì bên phía Hoàng Nhị Tiền không có thêm động tĩnh gì khác nên tu chân giới càng lúc càng nhiều người cho rằng Mộc Kỳ chính là người chạm Kim Tông. Thậm chí càng về sau cơ hồ tất cả mọi người đều tin rằng Mộc Kỳ Đại Sư Kỳ thật là hai vị thiên tài tuổi trẻ của Trảm Kim Tông cùng nhau hợp luyện pháp khí. Từ đây Trảm Kim Tông Hoa Đại Ngọc, Tả Văn Tuyên liền gắt gao buộc chặt với cái tên Mộc Kỳ. Một ngày trước khi đoàn người Diệp Tố rời khỏi Quy Tông Thành, liên liên kết anh thành công trên bầu trời ngũ hành tông, kim quang dị động, thậm chí ẩn ẩn còn có tiếng sấm rền vang, động tĩnh khiến cho mọi người đang chờ xem ngây ngẩn hết cả người, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu hỏi. Đây là dị tượng mà người luôn dựa vào cắn đan dược có thể dẫn ra được sao? Lần kết anh này quá oanh động. Mã Tổng thu ngửa đầu nhìn kim quang sáng ngời ở nơi xa cùng với tiếng sấm, không thể ngờ được liên liên vẫn có vài phần bản lĩnh. Lúc này, chỉ có liên liên đang bị kim quang bao phủ biết được tình cảnh của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm. Hình dáng Nguyên Anh đã hiện ra, Nguyên Anh sắp kết thành, nhưng tâm cảnh của nàng lại không quá vững chắc. Vô số chuyện quá khứ xẹt qua trong lòng, như là những cái bóng đáng sợ mãi đè nặng, quấn quanh nàng. Từ ban đầu là một phù tu thiên tài hăng hái khi phách, đến lúc sau phát hiện không có một phù sư nào từng thành công phi thăng thành thần, rồi vì chấp niệm đối với đại đạo phi thăng nên cuối cùng nàng lén bỏ phù chuyển sang luyện kiếm. Bởi vì tự mình luyện kiếm, muốn lấy kiếm chứng đạo nên nàng đi săn giết yêu thú khắp nơi, sau đó không may trong một lần bị trọng thương mà bị yêu thú bắt được, chúng lột ra hai bàn tay của nàng, dẫm nát từng ngón. Nếu không phải Trình Hoài An tìm tới, nàng hẳn là đã cũng không sống được đến ngày hôm nay. Mặc dù còn sống, Từng ngón tay cũng đã được y tu giỏi nhất nối lại từng đoạn xương gãy, phục hồi lại được như cũ, nhưng Liên Liên vĩnh viễn không quên được chính mắt bản thân nhìn thấy từng ngón tay bị lột ra, dẫm nát. Chưa cần nói đến kiếm, ngay cả bút nàng cũng không cách nào cầm lên được. Phụ thân không hề biết gì về những chuyện này, ông chỉ cho rằng nữ nhi chỉ là lúc nhỏ có chút thông minh, sau khi lớn lên thì tư chất thường thường, vì để không làm mất mặt danh xưng con gái của tông chủ Ngũ Hành Tông ông trăm phương ngàn kế tìm ra rượu linh đan cho nàng ăn để tăng lên cảnh giới. Nếu không vung được kiếm, không cầm được bút thì nàng cũng không còn đại đạo gì đáng nói, ăn vào rượu linh đan, đối với mọi người đều tốt cả. Liên liên ngồi dưới luồng kim quang chán đổ đầy mồ hôi, thần thức vừa mới hình thành không chịu khống chế mà lao ra bên ngoài. Nàng thấy phụ thân đang đứng ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo cùng kích động, thần thức của Liên Liên cũng không nhìn ông lâu mà sau đó liền tiếp tục mở rộng ra xa hơn nữa. Nàng thấy được Trình Hoài An, còn có Chu Vân. Hai người đang đứng song song ở một nơi khá xa, cả hai đều đang chăm chú nhìn về hướng nơi Liên Liên bế quan, sắc mặt ngưng trọng. Liên Liên chợt dừng lại một chút, nàng còn nhớ rõ Trình Hoài An hôm nàng đi tìm Y Tu, mỗi ngày mỗi đêm bầu bạn bên cạnh. Phải trần an nàng còn phải ngăn không cho ngũ hành tông thu được tin tức khi đó hắn cũng không lớn không biết vì sao lại có thể ổn trọng như vậy rõ ràng cũng là một người có tâm phản nghịch cực mạnh nhưng cũng chỉ toàn dựa vào việc giả lão ông bán phù phát tiết biểu tình trên gương mặt liên liên dần dần bình tĩnh lại thậm chí mang theo chút ý cười thần thức lại dừng trên người chu vân năm đó chính nàng đã ngăn cản liên liên ăn rượu linh đan mắng liên liên đến máu cho phun đầu hai người từ đó cũng không giao hảo nữa vậy mà lúc này lại chạy tới ngũ hành tông, lo lắng trong ánh mắt cũng đều giấu không được. Thần thức mỗi lúc mở rộng một nhanh hơn, thậm chí còn vượt ra ngoài ngũ hành tông. Liên liên thấy được rất nhiều người, thần sắc của mỗi phủ tu trong thành không giống nhau, nhưng trên mỗi khuôn mặt đều tràn ngập nỗi chờ mong và niềm mong đợi đối với đại đạo. Nàng thấy được mấy người từ Trình Ngọc, Mã Tổng Thu đang đứng bên ngoài khách điếm, nàng còn thấy Diệp Tố, Diệp Tố, một cô nàng kỳ quái, trên người nàng ấy luôn luôn tỏa ra một cảm giác chắc chắn, tự hồ như không có chuyện gì là nàng ấy làm không được. Biết luyện khí lại còn biết vẽ phù, mà sự nhanh nhạy đối với phù chú của nàng ấy thậm chí còn mạnh hơn không ít so với nàng năm đó. Thần thức của Liên Liên dừng trên bút ký trong tay Diệp Tố, đó là bút ký của đồ tiền bối. Đồ thế tiền bối kim đan vỡ tan, thiếu chút nữa mệnh tang nơi hoang thành bí cảnh, thế nhưng vẫn nỗ lực sống sót, thậm chí một lần nữa kết đan, kết anh, thậm chí tu luyện đến được hợp thể kỳ. Rõ ràng đã kiên trì suốt 200 năm, khi có cơ hội đi ra ngoài thì lại vì để cho bọn họ có thể thoát đi mà lựa chọn hy sinh chính mình. Có nhiều người giúp đỡ nàng như vậy, nàng còn có lý do gì để cứ mãi tự oán tự trách đây? Cửa phòng sau lưng Diệp Tố mở ra, dù phục thời bước ra khỏi phòng, hắn nâng lên mí mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua một chỗ trong không trung thân thể trong kim quang của liên liên run lên thần thức trong nháy mắt trở về quý vị thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mau nhìn kia trên đường phố ngày càng có nhiều người ùa ra nhìn về phương hướng của ngũ hành tông tình huống này là sao vậy sao kim quang mỗi lúc lại càng thịnh hơn là đột phá một lần nữa có tu sĩ lợi hại vừa nhìn liền hiểu không khỏi cảm thán. Vậy mà lại tăng liền hai giai, không hổ là ngũ hành tông tông chủ chi nữ. Tu sáu của nàng ta không phải là dựa cắn đan mà có sao? Lần này hơn nửa chắc là nhờ đan dược lợi hại nào đó rồi. Đồ vô chi, dị tượng thế này làm sao có thể nhờ vào đan dược mà có thể phát động ra được, trừ phi tông chủ ngũ hành tông tìm được tuyệt phẩm đan dược. Tuyệt phẩm đan dược chỉ tồn tại trước thần vẫn kỳ, Hiện giờ ở đâu ra có đan dược phẩm cấp cao như vậy, cho dù là có cũng sẽ không cho một nha đầu ăn. Cho một đại năng bất kỳ nào dùng cũng sợ đều có thể hùng cứ một phương. Diệp Tố đứng trên lầu nhìn về phía xa, sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Du Phục thời mới vừa ra khỏi phòng, có đói bụng không? Tiểu sư đệ lập tức giơ tay ra trước mặt đại sư tỷ, đói. Không có nửa điểm ngựa ngùng. Diệp Tố lấy ra một lọ tích cốc đan cùng 100 thượng phẩm linh thạch. Tích cốc đan mới mua đấy, nghe nói cấp bậc không tệ, thử xem. Người có tiền rồi. Dù phục thời nhận lấy bình tích cốc đan cùng linh thạch từ tay phạm nhân này, hỏi thêm một câu. Diệp Tố hơi hơi nhướng mày, tiểu sư đệ cuối cùng có chút tiến bộ rồi, đã biết nỗi khó khăn của nhân gian, vừa rồi kiếm lời được ít tiền. Chờ ta tìm lại được đồ vật rồi, Du phục thời hào phóng nói, ta sẽ cho ngươi linh thạch. Rõ ràng bản thân muốn tìm cái gì cũng không biết, Diệp Tố cũng không xem lời nói của hắn là thật, được, ta chờ. Đêm đó, liên liên một lần nữa tiến dai, từ kim đan hậu kỳ lên tới nguyên anh trung kỳ, khiến mọi người trong quy tông thành ồ lên khiếp sở. Tông chủ ngũ hành tông đại hỷ, suốt đêm phát thiệp mừng đến các đại tông môn khoe khoang. Liên Liên vừa ra tới, ông liền tiến đến nói không hổ là nữ nhi của mình. Phụ thân, ngài hơn trăm tuổi mới kết anh, chúng ta không giống nhau. Liên Liên lạnh nhạt nói. Sắc mặt tông chủ ngũ hành tông sắp không giữ được vui mừng nữa, nhưng lúc này ông đang rất hạnh diện nên không ngại Liên Liên châm chọc đôi câu. Hiện giờ trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, cảnh giới Nguyên Anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn vẫn là người đầu tiên một lần tăng liên tục hai giai Tông môn đại bỉ lần này nhất định sẽ có thể lấy được thứ hạng cao. Con cố gắng chăm chỉ luyện tập phù đọ vào. Liên liên ập một chậu nước lạnh. Cách tông môn đại bỉ vẫn còn hơn một năm. Trong lúc đó không biết còn có bao nhiêu thiên tài thoát kén ra tới đâu. Con sắc mặt tông chủ ngũ hành tông rốt cuộc trở nên khó coi. Tông chủ sư tỷ vừa mới tiến giai hẳn là có chút mệt mỏi. Trình Hoài An đi tới không bằng trước để tỷ ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Hoài An, vẫn là con hiểu chuyện. Ngũ hành tông tông chủ thở dài, chỉ chỉ tay vào liên liên ra vẻ không thể nói được nữa, sau đó phất tay áo rời đi. Sau khi tiễn ông ta đi, Trình Hoài An một lần nữa quay trở lại. Chu Vân đâu? Liên liên đứng trong đình viện hỏi hắn, nàng còn nhớ rõ lúc thần thức chạy ra ngoài có nhìn thấy Chu Vân. Đã về ngô kiếm phái. Từ Trình Ngọc đã đến đón nàng ấy đi rồi. Trình Hoài An nói xong dừng một chút, lại nghiêm túc nói, "Sư tỷ, chúc mừng." "Ta luyện kiếm không tốt." Liên Liên đột nhiên nói. Trình Hoài An không lên tiếng, an tĩnh chờ nàng nói câu kế tiếp. "Nhưng ta có thể vẽ phù." Gương mặt minh diễm của Liên Liên toát ra một thần thái dương dương lóa mắt, cái gọi là đại đạo phi thăng, trong hơn vạn năm qua cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Ta không nhất định phải trở thành một trong số họ mới có thể sống tốt." Trình Hoài An ư, ừ, một tiếng, "Ta bồi tỉ." Đến lúc đó để có thể biến thành lão nhân chân chính rồi. Liên Liên cười nói, "Lần sau ta cũng thử giả thành lão bà tử xem cảm giác như thế nào, có người nào từng phát hiện ra đệ không?" Trình Hoài An gật đầu, lần trước dán cải dung phù từng bị người phát hiện qua. Do cải dung phù của đệ vẽ không tốt sao? Liên Liên nói, "Lần sau để ta vẽ." "Được." "Là ai phát hiện ra đệ vậy?" Liên Liên tò mò hỏi. "Diệp Tố." "Diệp Tố? Đó là chuyện khi nào đấy?" Hai người ngồi trong đình viện nói chuyện một lúc lâu sau mới kết thúc, mà người bị đàm luận thì lúc này đã ngồi truyền tống trận, chạy về Ngô Kiếm phái. Chương 68. Cưng chiều Phương thức di chuyển của tu chân giới khá đa dạng, có ngự kiếm, phi thú, quyển trục, truyền tống trận, còn có một loại nữa đó chính là tàu bay. Hai loại đầu tiên có độ tự do cao nhất, quyển trục và truyền tống trận đều có điểm hạn chế đó chính là chỉ đến được điểm đến cố định, còn tàu bay thì chỉ được dùng khi đại tông môn có hoạt động lớn, ví dụ như sau này khi tham gia tông môn đại bỉ, các tông môn sẽ phải đến Côn Luân lúc đó nhất định tàu bay sẽ được sử dụng để chở tất cả các đệ tử qua đó để phô trương thanh thế của tông môn. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố đi truyền tống trận, cảm giác rất là kỳ diệu. Nếu so ra thì tốc độ của quyển trục cao hơn, có thể trực tiếp đưa người đến đích đến, truyền tống trận thì chậm hơn thế nhiều. Sau khi bọn họ trả linh thạch sẽ đứng vào trong truyền tống trận, tu sĩ phụ trách vận hành truyền tống trận đều có cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, linh thạch chính là trả cho bọn họ. Sau khi truyền tống trận được khởi động, trên mặt đất sẽ dâng lên một luồng sáng, bao phủ lấy mọi người, bao gồm ba vị tu sĩ khởi trận. Diệp Tố chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, không gian bắt đầu vặn vẹo. Nàng cảm giác bọn họ hiện tại như một con thoi không ngừng xẹt tới xẹt lui nhưng tốc độ quá nhanh nên nàng không thấy rõ được cảnh tượng chung quanh. Truyền tống trận chính là pháp trận phá không để di chuyển đến điểm đích, từ Trình Ngọc thấy Diệp Tố không ngừng nhìn quanh tìm tòi đánh giá nên giải thích nói. Quyển trục bản thân nó cũng là nhờ đại năng phá vỡ không gian, bước vào liền có thể trực tiếp đến được đích đến. Đây cũng là lý do vì sao quyển trục lại quý đến thế. Bởi vì người có thể vận hành trận pháp không thiếu nhưng quyển trục thì chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ trở lên mới có thể làm ra. Dù là ở các đại tông môn thì tu sĩ đại thừa kỳ cũng đều là đại năng có thân phận cao quý, Tất nhiên sẽ không có khả năng dễ dàng ra tay, trừ phi là làm cho đệ tử của bổn tông. Diệp Tố như suy tư gì đó gật gật đầu, tầm mắt dừng trên người ba vị tu sĩ hóa thần kỳ trong pháp trận, nàng dường như đã hiểu rõ. Truyền tống trận này tương đương với một loại pháp khí, tu sĩ khai trận như là đang dùng pháp khí, mang theo bọn họ không ngừng phá ra không gian, cuối cùng đến được đích đến. Truyền tống trận nhanh hơn ngự kiếm mà mỗi lần còn có thể truyền tống được hơn ngàn người, mất khoảng thời gian một ngày là có thể tới nơi, điểm đến nằm ở bên ngoài đồ thủ thành. Tới rồi, tu sĩ phụ trách truyền tống trận mỗi lần chỉ vận hành một chuyến, sau khi đến đồ thủ thành thì ba người họ đổi ca với các tu sĩ khác. Mã Tổng Thu đi đến trước cửa đồ thủ thành, rất là hoài niệm, rốt cuộc đã trở lại. Lúc rời đi cũng không có cảm giác gì, Thế nhưng sau lần suýt nữa phải bỏ mạng trong Hoang Thành Bí Cảnh khiến hắn phá lệ tưởng niệm Mô Kiếm phái. Vốn còn nói đi Hoang Thành Bí Cảnh để rèn luyện, kết quả cảnh giới của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Chu Vân thở dài, đến lúc tham gia tông môn đại bỉ chắc là lót đế chắc rồi. Từ Trình Ngọc cười cười, an ủi, còn tới hơn một năm thời gian, không ai có thể tăng cảnh giới theo tháng được đâu. Đại sư huynh nói rất đúng. Chu Vân đột nhiên phấn chấn lên, muội sẽ tiếp tục nỗ lực, liên liên đều có thể lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Muội cũng muốn vượt qua nàng ấy. Liên liên ngay cả Đại sư Huynh cũng đều vượt qua rồi. Mã Tổng Thu ở bên cạnh bổ đao, muội sao, khó. Chu Vân quay đầu chừng hắn, Huynh phiền thật đấy. Đi thôi, từ trình ngọc nhìn sư đệ sư muội cãi nhau cười nói, đi về môn phái nào. Đến ngay hai người vui vẻ đáp lời, đoàn người tiến vào trong đồ thủ thành. Diệp Tố dừng lại ở phía sau, quay đầu nhìn du phục thời đang không tình nguyện đi bộ, duỗi tay dắt người kéo tới, trong đồ thủ thành không cho phép ngự kiếm. Bọn họ đứng trong truyền tống trận cả một ngày, thật làm khó tiểu sư đệ ngày thường đều là không ngồi thì là nằm. Số lượng người từ Quy Tông Thành đến Đồ Thủ Thành không ít, truyền tống trận vì để tối đa số lượng người có thể vận chuyển nên tất cả mọi người đều đứng khoảng cách giữa người với người bất quá chỉ tầm một cái nắm tay dù phục thời muốn kéo diệp tố cùng ngồi xuống đất cũng không được đương nhiên muốn kéo nàng ngồi cũng chỉ là vì vạt áo của đại sư tỷ mà thôi về sau có tiền rồi đại sư tỷ sẽ làm một chiếc tàu bay riêng cho đệ diệp tố khoác lác dù phục thời ngước mắt nhìn nàng lúc này mới miễn cưỡng đi theo Diệp Tố vào trong thành. Từ Trình Ngọc vừa đến dưới chân núi Ngô Kiếm Phái thì toàn bộ tông môn đã biết Đại sư Huynh đã trở lại, từ thật xa liền có người vừa sông tới vừa hô vang. Đại sư Tỷ Đại sư Huynh Từ phía xa trên núi từng tốp người lao xuống đây, có người ngự kiếm cũng có người chạy bộ xuống bất quá người vọt tới ở phía trước nhất thế nhưng không phải là đệ tử ngô kiếm phái mà là dịch huyền đang ngự kiếm phi xuống. Mọi người ở dưới chân núi xa xa có thể nhìn thấy được Minh Lưu Sa đang vươn hai tay nắm chặt chuôi kiếm của dịch huyền. Tây Ngọc ôm chân Minh Lưu Sa, còn Hạ Nhĩ lại đang gắt gao ôm lấy chân Tây Ngọc. Ba người như một xuyến hồ lô ngào đường móc nối nhau lơ lửng trôi xuống núi. Giữa đường Minh Lưu Sa, còn lấy ra một lá tật tốc phù mà Diệp Tố đã vẽ dán lên thân kiếm của Dịch Huyền. Diệp Tố rõ ràng nhìn thấy thân kiếm của Dịch Huyền đột nhiên giật về phía trước một cái, hắn phải mở ra hai tay mới miễn cưỡng duy trì không để bản thân ngã xuống. Rất nhanh Dịch Huyền liền dẫn đầu dừng lại trước mặt nhóm người, sau khi hắn thu kiếm cũng không chào hỏi ai mà chỉ nhìn Diệp Tố một lát rồi nói: "Đệ đã lên tới Kim Đan hậu kỳ?" chu vân đứng bên cạnh lập tức chọc chọc vai của từ trình ngọc đại sư huynh thực sự có người tiến giai theo tháng kìa. từ trình ngọc đây đại khái chính là người so với người sẽ tức chết đồ so với đồ thì dở tệ đệ cũng kim đan kỳ hạ nhĩ theo sát nói muội cũng vậy tây ngọc nhấc tay bất quá là sơ kỳ kim đan sơ kỳ minh lưu Sa chậm gì gì nói mã tòng thu cảm thấy chấn động vô cùng chúng ta ra ngoài rèn luyện hồi lâu cũng chưa tiến dai các ngươi làm gì mà tăng nhanh dữ vậy chúng ta luyện rất nhiều pháp khí hạ nhĩ hưng phấn nói linh khí ở ngô kiếm phái quá đầy đủ mỗi ngày tỉnh dậy là có thể tu luyện ngay thậm chí ngủ cũng đều có thể hấp thu linh khí ánh mắt diệp tố rừng trên quầng mắt thâm đen của các sư đệ sư muội hiển nhiên không biết đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi buổi tối nay quay về nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Tố nói với ba người Minh Lưu Sa cũng không có gì phải gấp như vậy. Đại sư huynh, mọi người từ Hoang Thành bí cảnh đã trở lại. ở phía sau những đệ tử Ngô Kiếm Phái cũng đã đuổi đến đây. đội ngũ sau đó chia làm hai nhóm. Diệp Tố gật gật đầu với Từ Trình Ngọc, duỗi tay nắm lấy tay Du Phục Thời, dẫn theo sư đệ sư muội đi vào trong môn phái dịch huyền một mình yên lặng đi theo ở phía sau cùng cũng không lên tiếng nói gì nữa kim đan hậu kỳ gần đến nguyên anh rồi đi được nửa đường diệp tố quay đầu lại hỏi dịch huyền tông môn đại bỉ đệ có đi không dịch huyền dương mắt nhìn nàng đi vừa lúc ta cũng tham gia diệp tố xoay người tiếp tục nói bất quá trước tiên phải lấy được thông hành đơn đã đồ thủ thành và quy tông thành đều thuộc về đông phương vị đến lúc đó phải cùng chia nhau một ngàn danh ngạch đệ biết rồi ba người minh lưu xa vốn đi ở trung gian đều tự động lùi lại để dịch huyền đi lên trước đi song song bên trái diệp tố kiếm luyện được thế nào diệp tố nghiêng đầu hỏi hắn dịch huyền rũ mắt nhìn sỏi đá dưới chân nói nhị sư phụ nói cũng tạm được nhị sư phụ tân thẩm chi diệp tố ngạc nhiên hỏi đúng vậy hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau du phục thời đang nắm tay phải của diệp tố rất không cao hứng phàm nhân này hôm nay thật nói rong nói dài hắn nhìn thoáng qua dịch huyền bên cạnh lớn lên yêu lý yêu khí khó coi dịch huyền như nhận thấy được cái gì quay đầu nhìn sang thì thấy tiểu sư đệ mà sư phụ mới thu nhận đang nhìn mình sau đó ánh mắt hắn nhìn xuống chỗ tay du phục thời đang bị diệp tố nắm trong mắt xẹt qua một tia trào phúng quan hệ của tiểu sư đệ và đại sư tỷ không ngờ lại hòa hợp tới vậy các sư huynh sư tỷ khác đều chưa từng có đãi ngộ tốt như thế tay của tiểu sư đệ bị gãy sao dịch huyền giả vờ không hiểu hỏi cái gì diệp tố khó hiểu quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của hắn mới hiểu là đang nói du phục thời tiểu sư đệ đứng cả một ngày nên mệt mỏi dịch huyền thập phần khó hiểu tu đạo mà lại nói mệt huống chi chỉ là đứng một chút mà thôi. Đại sư tỷ, cưng chiều đối với tu đạo là vô ích. Dịch huyền nhắc nhở. Diệp tố trầm mặc. Chương 69 Từ khí, khí màu tím. Giờ phút này Diệp tố đứng ở giữa, hai bên là tiểu sư đệ cũ và mới. Nội tâm nàng cảm thấy lời của tiểu sư đệ cũ rất chính xác, cứ mãi nắm tay du phục thời xác thật có chút không hợp lẽ lắm nàng đang định buông tay thì đột nhiên du phục thời đứng bên phải xoay bàn tay nắm lấy tay nàng nhìn vào trên không có vài người ngự kiếm bay qua diệp tố hiện giờ chưa có tàu bay nhưng ở đây có thể ngự kiếm diệp tố vừa rồi còn khoác lác khi nào có tiền sẽ làm tàu bay lớn cho tiểu sư đệ được ta chở đệ đi lên vì thế diệp tố không dắt tay tiểu sư đệ mới nữa mà đổi thành du phục thời đứng ở phía sau nắm quần áo của đại sư tỷ đại sư tỷ cũng đứng một ngày rồi, để ta ngự kiếm mang hắn đi lên. Dịch huyền rỗi tay định kéo du phục thời xuống nhưng lại bị né tránh. Du phục thời liếc mắt nhìn hắn, đứng ở sau lưng diệp tố, vẻ mặt chán ghét nói ra một câu, đồ xấu xí nhiều chuyện. Tay dịch huyền nắm chặt kiếm, tự hồ ngay sau đó sẽ lập tức rút kiếm ra bổ về phía du phục thời. Đại sư tỷ, hai người về trước nghỉ ngơi đi hạ nhĩ tiến lên ngăn dịch huyền lại, phòng ngừa phát sinh tình huống đồng môn tương tàn. Chờ sau khi Diệp Tố cùng du phục thời rời đi, Minh Lưu Sa mới tiến tới gần, chậm gì gì nói, tiểu sư đệ mới tốt số hơn đệ nhiều. Tây Ngọc huyết Minh Lưu Sa một cái, giải thích là do tiểu sư đệ ngày thường đều lười như vậy nên tỷ ấy cũng quen rồi, đại sư tỷ cũng không trị được hắn nên đành phải thuận theo nốt ruồi đỏ giữa mày dịch huyền như diễm lệ hơn vài phần, hắn ngước mắt, tiểu sư đệ có tham gia tông môn đại bỉ không? Hạ nhĩ vò đầu, chắc là sẽ không, cũng không thấy tiểu sư đệ có bản lĩnh gì. Ngũ, Minh lưu xa ở phía sau chậm rãi bổ sung. Đúng vậy, tiểu sư đệ ngủ rất được. Hạ nhĩ gật đầu tán đồng, có thể ngủ từ sáng tới tối, từ xuân ngủ tới đông. Ngay cả Tây Ngọc cũng nhịn không được mà tham gia thảo luận, nếu thi ngủ tiểu sư đệ nhất định có thể giành hạng nhất. Thì ra là một tên vô dụng, dịch huyền rũ mắt, không so đo chuyện vừa rồi nữa. Tên vô dụng lúc này đã vào phòng, lại bắt đầu chuẩn bị ngủ, trên tay còn nắm vụ sát hoa, phảng phất là bảo vật bồi ngủ vậy. Du phục thời vung tay, chung quanh liền dâng lên một tầng kết giới trong suốt, hắn nửa nằm sấp trên giường, tóc đen trải dài tới eo, mái tóc óng ả à tựa như tơ lụa thượng hạng nhất. Một lúc sau người trên giường đột nhiên biến mất, trên giường chỉ còn lại bộ quần áo màu tím rộng thùng thình, vụ sát hoa lẻ loi lăn lộc cộc trên giường, giống như vừa mới rơi từ trong tay xuống. Ngay sau đó một cái đuôi màu đen vươn ra từ dưới đống quần áo, câu lấy vụ sát hoa. Dưới quần áo là một con tiểu hắc xà gần như giống vụ sát hoa như đúc đang cuốn lấy vòng tay, nó há mồm cắn cắn phần đầu của vụ sát hoa một lát sau có lẽ cảm thấy không thú vị nữa nên bèn quấn cả người lên vòng tay ngủ rồi nếu có người nhìn thấy cảnh tượng dưới quần áo thì chỉ sợ sẽ nghĩ là trên vòng tay hình xà lại có thêm một tầng hoa văn hình rắn sống động như thật luồng khí tím trên người tiểu hắc xà từng chút từng chút chui vào trong vụ sát hoa có cái gì đó đang dần thay đổi nhưng bề ngoài thì tựa hồ chẳng phát sinh cái gì Diệp Tố ở phòng cách vách đã tiến vào trong hắc ám giới, nàng đang học phù chú, trong giới đã xuất hiện mặt tường phù chú thứ ba. Tuy nàng muốn ba người Minh Lưu Sa nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng trên thực tế bản thân Diệp Tố lại chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, luyện khí cùng học phù chú mỗi phương diện đều không hề ngơi nghỉ. Thiên cơ môn vẫn còn chưa được vực dậy, bọn họ phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới không bị người khác tùy ý sâu xé. Phù chú trên mặt tường thứ ba rõ ràng mức độ phức tạp đã tăng cao nhưng Diệp Tố lại cảm thấy đơn giản. Sau khi bổ khuyết các tấm bia đá trong hoang thành bí cảnh, trình độ xem hiểu phù chú của nàng tựa hồ đã tiến bộ không ít, có đôi khi trong lúc nhập định những phù văn trên những tấm bia đá đó cũng xuất hiện trước mắt nàng. Đứng trước mặt tường phù văn, Diệp Tố nhấn mở phù chú, vẽ theo từng nét từng nét một, cứ như thế mất mấy ngày sau mới ra tới trong khoảng thời gian này từ Trình Ngọc cũng có tới tìm nàng. Hắn đoán Diệp Tố hẳn là đang nhập định tu luyện nên chỉ ở bên ngoài nói vài câu với mấy người Minh Lưu Sa rồi rời đi. Bởi vậy mới nói tiểu sư đệ ngủ rất giỏi. Hạ nhĩ ngồi trước bàn trong sân lắc đầu, đại sư tỷ tu luyện mấy ngày là tiểu sư đệ có thể ngủ mấy ngày. Nói không chừng tiểu sư đệ tỉnh lại là sẽ tiến dài đó, giống như lần trước không một tiếng động đột nhiên tăng lên kim đan kỳ. Tây Ngọc chống cằm nói. Ba người sau khi đến ngô kiếm phái điên cuồng tu luyện không biết ngày đêm như vậy có một phần là do bị tiểu sư đệ kích thích. Bởi vì bọn họ chưa lên được kim đan kỳ nên không thể đi theo đại sư tỷ tiến vào bí cảnh. Nhưng tiểu sư đệ lúc ấy vừa lúc tới được kim đan kỳ nên có thể lưu lại với tỷ ấy. Sư đệ, đệ luyện kiếm xong rồi. Hạ nhĩ nhìn thấy dịch huyền đứng ở cửa viện, phất tay chào hỏi. Dịch huyền bước vào trong viện, Hắn mặc một thân trường bào màu đen, thắt lưng ôm sát vòng eo chắc khỏe, trên người còn mang theo nhiệt khí sau khi luyện công. Thân hình thiếu hiên thoạt nhìn đơn bạc nhưng lại tràn ngập lực lượng, một đầu tóc dài được buộc gọn cực kỳ hợp quy tắc, khuôn mặt trầm tĩnh, chẳng qua nốt ruồi giữa mày quá mức diễm lệ nên làm khí thế trầm lãnh trên người hắn bị hòa tan vài phần. Dịch Huyền nhìn về phía phòng Diệp Tố, đại sư tỷ vẫn còn nhập định. Hạ Nhĩ gật gật đầu. Nói chắc nịch, ta đoán đại sư tỷ chắc chắn là sắp tiến giai. Lần này sau khi nhóm người ra khỏi hoang thành bí cảnh, trừ Ngũ Hành Tông Liên Liên thì những người khác đều không có động tĩnh, khó tránh khiến người khác nghĩ nhiều. Từ Trình Ngọc đã bẩm báo lại mọi chuyện phát sinh trong bí cảnh cho sư phụ cùng các đại trưởng lão, Dịch Huyền có một sư phụ là trưởng lão Ngô kiếm phái nên tất nhiên cũng biết được chuyện bọn họ gặp phải nguy hiểm trong hoang thành bí cảnh. Hắn không nghĩ tới thiên phú của diệp tố đối với phù chú có thể so được ngang tay với hai thân truyền đệ tử ngũ hành tông, từ nhỏ đến lớn, tự hồ không có chuyện gì mà đại sư tỷ không làm được. Tiểu sư đệ suốt ngày ngủ, như vậy không tốt. Ánh mắt dịch huyền rời sang cửa phòng cách vách, từ khi du phục thời xuất hiện hắn liền cảm thấy chán ghét vị tiểu sư đệ mới này. Dịch huyền tuyệt sẽ không thừa nhận vì du phục thời đoạt mất vị trí tiểu sư đệ nên mới chán ghét hắn nhưng có thể ngủ chính là công pháp tu luyện của hắn minh lưu xa ngửa đầu uống cạn chén trà nhỏ trên tay giống quy tức công vậy sao quy tức công công pháp thở như rùa thường được miêu tả trong các chuyện kiếm hiệp là một chiêu giảm thiểu nhịp thở che giấu hơi thở đệ chưa bao giờ nghe qua công pháp nào luyện khi ngủ Dịch huyền cất bước đi đến phòng du phục thời. Ba người trong viện cũng không ngăn cản, thậm chí còn đồng loạt đứng lên, theo sát phía sau ngũ sư đệ. Châu đầu ghé tai muốn nhìn xem tiểu sư đệ đang làm gì trong phòng. Như thế này không tốt lắm đâu. Tây Ngọc giả vờ như muốn ngăn trở. Lỡ như tiểu sư đệ thật sự đang tu luyện, quấy giày thật không tốt. Hạ nhĩ cũng nỗ lực, khuyên nhủ. Vẫn là Minh Liêu Sa trực tiếp nhất, làm bộ té một cái ngã trên người dịch huyền đẩy hắn chúi về phía trước đẩy cửa ra trong nháy mắt cửa phòng mở ra du phục thời biếng nhác ngồi dậy nửa ngồi dựa vào đầu giường nhìn bốn người bên ngoài nhíu mày phun ra một chữ ồn tây ngọc là người đầu tiên phản ứng lại cô nhóc che mũi xoay người tiểu sư đệ thực xin lỗi ta đi ngay nàng đi không xong vì đụng phải diệp tố Diệp Tố vừa ra khỏi phòng thì thấy mấy người này tụ tập trước cửa phòng cách vách, liền đi tới, mấy đứa tụng lại ở đây làm gì đó. Ngũ sư đệ nói muốn gọi tiểu sư đệ dạy. Minh Lưu Sa chỉ nói một câu sau đó liền bỏ chạy. Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng học theo, lòng bàn chân như bôi dầu, thoát cái đã không thấy đâu, trước cửa chỉ còn lại dịch huyền cùng Diệp Tố. Diệp Tố nhìn vào trong phòng, liền thấy trên người tiểu sư đệ đang khoác bộ trường bào tím, cả người sộc sạch, tóc tai lộn xộn, thế nhưng gương mặt hắn lại cực kỳ thanh quý lãng sơ, hai loại cảm giác đối ngược đặt cạnh nhau thế nhưng lại tạo ra sự quyến rũ khó nói.